chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Yamaha Grande Hydrix Carbon 2019, nâng cấp cực kỳ chất duy nhất ở Việt Nam. Cái mẫu xe tay ga tầm trung Yamaha Grande cứ nghĩ chỉ được sử dụng trên nhu cầu là hàng ngày. Tuy nhiên, qua một bàn tay biker thích độ chế thì em ấy được nâng cấp vô cùng bắt mắt và biến cái chiếc Grande trở thành một trong những bản độ đầu tiên được xem là độc nhất vô nhị Việt Nam hôm nay. Một vài chi tiết trên những áo được người chủ ấp cặt vào bờ để làm chút điểm nhấn. Phần những áo gần nơi cái chân cũng được dán rất nhiều thương hiệu đồ chơi rất nổi tiếng trên thế giới đang cấp mặt trong bản độ độc hôm nay. Cái phần cản sau được làm bằng cái bộ đèo cùng với cái phần dây yên được thiết kế lại tạo cách cổ điển nhẹ nhàng cho con xe. Hai bên ghi đông là cụm công tắc latex được tích hợp led siêu sáng giúp tạo một cái chút điểm nhấn cho chiếc xe di chuyển trong đêm. Cái phía cụm bên phải còn được tận dụng để làm cái ống ga rất tiện lợi và gọn gàng. Cái cặp tay thắng hay cái dòng sản phẩm Distip của Nhật Bản mang mức giá hơn 10 cũ, chưa bao gồm các chi tiết như ốc kim nằm xung quanh và bình dầu Rizoma chính hãng cam màu đỏ ở bên phanh dầu. Chân chân trước được người chủ ở dùng cho mình để thắng cover kết hợp cùng với dầu Hells và con heo Rainbow lục đứng 2 mít xứng được tinh chỉnh là phát phù hợp với cái thế phục cũng như không làm ảnh hưởng hệ thống phanh ABS nguyên bản của xe. Hai sản ứng dụng cho mình cái bộ Android đem được thức âm thanh quy lực hơn cho cái chiếc xế khi người chủ đi vòng phố lớn. Cái phần ốp bên ngoài cánh quản tản nhiệt được làm lại chất liệu nhôm thiết kế chút tinh tế hơn, thương hiệu đến từ Sadeoni. Cái giảm tốc sau là cái phục Holden tích hợp bình dầu liệu nằm dưới đi cùng với cái đính chỉnh titan đem lại khả năng đàn hồi rất ổn định và làm tăng cái chút sang chảnh hơn trên chiếc xe này. Quay 125 dọn hiệu năng cao với những nâng cấp hoàn hảo như phục, phanh và trợ lực. Thường được biết đến với tên gọi là Pichanel tại Việt Nam. Các chiếc quay 125 ở dưới đây được một biker bên Thái nâng cấp lọt đồ chơi chất lượng. Chẳng hạn như trợ lực trung tâm Holden cùng với cái chèn phanh rất chất lượng đi cùng rất nhiều như là cặp phục sâu qua danh tiếng. In đậm vào mắt chúng ta chính là cái cụm thắng Rainbow đảm nhiệm chức năng kiểm soát phanh bánh trước. Người chủ còn trang bị trên mình cái bình dầu rời ra màu xám khói trong suốt, có cái nắp làm bằng chất liệu nhôm để gia tăng thêm cái chút thẩm mỹ và làm cái ổ chứa dầu rất cần thiết cho xe. Phía sau trợ lực trung tâm Holden giúp ổn định phần đầu khi xe độ cao, loại trừ hoàn toàn hiện tượng xe lắc khi đi tốc độ cao. Xếp về cái độ cứng thì trợ lực trung tâm là cao nhất, sau đó mới tới cổ rồi mới tới sườn, tùy theo nhu cầu sử dụng và các dòng xe mà các bạn lựa chọn. Cái dàn chân ngoài cái bộ niềm nhôm đỏ, ta còn thấy thêm cái con heo dầu Rainbow 4 mít đế xứng được kết nối với phần tay thắng thông qua một cái sợi dầu được bấm thi lực cùng với các ngắt dầu CNC cùng một cái đoạn ngắt dầu sau ly cho phép người chủ tháo heo dầu ra khỏi mà không cần phải canh gió hay dầu, rất là tiện lợi, tiết kiệm khoảng thời gian. Đây cũng chính là cái món đồ chơi được trang bị hầu hết trên các dòng xe mô tô CB để xử lý nhanh gọn, tháo lắp dễ dàng và thay thế. Nói đôi chút thì chuyện sau, ta thấy được cái cặp phục sô qua bình dầu rời cực kỳ hầm hố, được người chủ cắt quét mũ rất công phu để xe vẫn liền lạc mà phục không bị cạn dần áo. Thiệp sô qua này được rất nhiều các bạn bên Thái tin tưởng và gần như 100% các dòng phân khối lớn phân khối nhỏ Nhật Bản là sản xuất. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.